đây các bạn ơi, sau khi từ tàu mình lên á thì ngay cửa tàu thì có cái cầu vượt và cái này là cái gì đây? Chùa. Đây phía đằng kia là ga, phía đằng kia ga và ở đây là có một biểu tượng bia của công ty bia và tháp Skytree. Và trong con hẻm này mình quẹo vào phía tay phải thì các bạn sẽ có điều đặc biệt. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu điều đặc biệt đó là gì nha. Chơi. Vừa bước ra nha. Các bạn ơi, đây một điều đặc biệt nữa của sáng ngày hôm nay. Đó là các bạn có thấy gì không? Để mình quay nha. Tên 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 chữ bánh mì, một chữ thân yêu của chúng ta, đó là bánh mì xin chào. Nó cà phê, ôi nhớ Việt Nam chưa. Rồi bây giờ nó sẽ nằm tầng 2, chúng ta sẽ vào thang máy này và để ăn bánh mì Việt Nam nào, chúng ta cùng ra. Đó là cái tiệm bánh mì này là của hai du học sinh người Việt của mình đã qua đây mở, nhưng mà lúc trước là mình nghe mọi người nói là mở đâu, cái quán nhỏ rất là nhỏ, khuôn viên rất là nhỏ ở đằng phía đằng kia, rồi bây giờ thì đã được ở trên này rồi, thuê cái chỗ quán ở trên này, nó ở là tầng 2. Mình vào nha mọi người. Thank you.
bánh mì của mình ra rồi mọi người ơi. Đây là một phần đặc biệt bao gồm trứng, chả, thịt, bơ. Thôi quá trời luôn, càng khè luôn. Xấu rồi mà còn ham ăn, không mắc gì đâu mà nó thèm thôi. Cái gì cũng phải số lượng nhiều như chị. Đây là nước cam, à không, trà đào. Tại vì nó có tại vì nó có miếng cam. Chính là bơ, bơ mà nó càng kề. Ủa, cái này, ủa, cái xả nhau nó hút. Ủa, ôi mà mày lắm. Tình cảm lên hút mắt. Trời ơi, hai ổ bánh mì đẹp của mình nó có giá là ổ bánh mì đặc biệt của mình là 770 yên nè. Rồi cái gì nữa, nước của mình là 630, ổ bánh mì kia là 650. Nói chung là tổng cộng là nó gồm có 2580. Bánh mì Việt Nam như ăn bánh mì hơi đưa. Mời các nhà. Tiếc quá, bỏ, tại vì cái nước sốt của nó chan tới đầu, bỏ thì tiếc. Đây, gồm có chả, cấp la, nói chung là đi vô mà những cái món gì mà lựa là không bao giờ lựa, chỉ kêu là đặc cẩm đặc biệt là nó dồn hết. Bạn làm gì liệu nè, làm cái hai rau riêng nè, ăn bánh mì không phải nó dính vô mà nó chật đẹp luôn. Điều quá mà con gái phải điều
liệu á, ăn gấp nhỏ nhỏ thôi, ăn bánh mì ăn nhẹ nhẹ thôi, con gái là đó. Có nhiều dùng lắm giờ bánh mì. Nói chung là ngon lắm, thơm lắm.